chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Nhà Được Tiếp. Hôm nay thì Nhi theo cái lời hứa của Nhi, hôm nay Nhi sẽ review slam đến từ Yunikon mà hôm đó Nhi đã ghé chi nhánh quận 10 để mua. Ở đây rất là nhiều slam luôn, Nhi mua rất là nhiều size, Nhi mua đa phần là size, Nhi mua đủ ba size luôn á gì á. Đây cái nhỏ nè, cái nào là slow, cái nào là slow cream ta không biết nữa, mình hỏi phải review biết. Đây slam trong có mấy cái charm nhỏ, slam này nó hình như mới nên nó còn chưa có hết bọt nữa. Đây là một cái slam khác. Đây, cái slam tàu màu rất là ảo luôn. Đây là hũ slam lớn. Đây, đây là slam mà bên Unicorn mới retouch cho Instagram. Đây, cái slam này Nhi cũng không biết gọi tên là gì nữa. Bạn nào biết comment dưới cho Nhi nha. Bên đây là một cái slam mây. Cái này hình như là monster gì đó. Đây là một cái slam mà có mấy cái mút ở trong á. Nhi kêu là slam thật á. Còn mấy bạn kêu làm sao vậy? Đây có rất là nhiều gói burat luôn. Hình như cũng đã pha sẵn một miếng rồi. Ở đây thì có một cái cloud slam. Trời mẹ, đọc cũng kẹo họng luôn. Ở đây là có một cái slam thật nữa. Cái này là soda đá chanh. Có được tặng rất là nhiều burat và mấy cái phiếu hướng dẫn khi mà slam bị chảy nước hay là slam bị cứng á, của Unicorn hướng dẫn mà kiểu ở ngoài trước con. Thank you. Bây giờ Nhi sẽ review slam nha. Bắt đầu thôi. Đây là cái slam đầu tiên. Cái này là clone slam hay là cream đây. Đây, có màu trắng hồng. Rất là xịn luôn. Mùi rất là thơm nữa. Thơm mùi sữa dâu. Này giống sữa dâu ghê luôn á. Đây, hơi dính một tí. Thì cho tí borat vô. Good idea. Ok. Đó, khi mà Nhi mà hòa nó vô thì nó sẽ có cái màu hồng rất là dễ thương. Đây, mình sẽ làm lại nha. giống Buster Slam ghê chưa? Như chơi kiểu Buster Slam á. Trời ơi, có móng tay chơi nhìn ghê quá ha. Hả? Ok, bây giờ sẽ tới cái slam thứ hai. Đây là cái slam tiếp theo, một cái slam trong có rất là nhiều charm hình trái tim ở dưới. Đây. Slam này có vẻ là mới làm cho nên chưa có hết bọt và cũng không có bị dính lắm nữa. Mình sẽ lấy hết charm ra luôn. Dễ thương quá à. Đây. Đó, thấy ghê chưa? Rất là dẻo nữa. Như cố gắng tạo cho nó có bong bóng để bóp nhưng mà làm hoài nó cũng không có bong bóng, buồn ghê. Có một cái charm chocola M&M nữa nè. Ok, bây giờ sẽ tới cái hộp slam tiếp theo.
cái slam tiếp theo là một cái slam mà có màu rất là ảo luôn. Và nhìn như cảm thấy là trong đây nó có những cái bột á, những cái bột mà kiểu kim tuyến á, màu vàng màu bạc á, rất là dễ thương. Đó các bạn, cái màu nó ảo ghê chưa. Đó thì mình xoay tròn màu bao ảo luôn, như kiểu trong vũ trụ vậy đó. Sẽ lôi ra để trộn nha, cũng không có dính gì mấy nữa, không có bị dính nhiều. Vì mua size nhỏ cho nên slam hơi ít á. Hơi dính một chút. Đó, bây giờ nó ra cái màu chung, nó là màu xanh dương mà có hơi giả tím một chút. Bây giờ sẽ tới hũ slam thứ tư. Ok. Và tiếp theo là một hũ slow cream. Ê, cái này là slow hay là slow cream vậy ta? Nhìn nó cứ tựa tựa nhau á. Màu tím, có chút xíu màu xanh biển và màu trắng. Rất là thơm luôn. Cái này là gì? Chắc là loud scream rồi, nhìn thấy rất là mịn luôn. Mùi cực kỳ thơm luôn. Đây. Móc hết ra. Mấy cái loud này nhìn rất là thích chơi, tại vì nó vừa đẹp á, mà nó không bị dính nhiều nữa. Đây, đó, ra cái màu cũng rất là dễ thương. Hồi nãy là kẹo sữa dâu, bây giờ chắc là kẹo sữa nho. Nó ra rất là đẹp. Khi mà đều rồi nó ra một cái màu tím rất là dễ thương. Tím mộng mơ, tím xanh xua. Các bạn có thấy cái video này như chơi slime có vẻ khá hơn những video trước rồi không? Ok, ai da, nó đều màu rồi đó. Bây giờ sẽ tới hũ slam tiếp theo nha. Woo, đây là hũ slam mà Nhi thích nhất trong 5 hũ slam nhỏ. Là cái hũ slam mà nó trộn cái màu trắng và màu tím rất là ảo luôn. Cái mùi thì nó nhẹ nhẹ thôi, Nhi không có nghe rõ nữa. Trời ơi, một cái màu rất là dễ thương. Hồng hồng, tím tím. Cả hai màu tôi đều không thích nhưng mà nhìn quá đẹp. Đây, ở dưới là màu trắng nhiều, trên là màu tím rất là nhiều. Bây giờ Nhi sẽ trộn nha. Ây da, ây da. Nó bị trôi đi luôn. Có bong bóng nè, từ nãy tới giờ luôn á. Bóc, 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 bóc. Cái này thì mặc dù là slime kiểu này nhưng mà nó không có bị dính nhiều. Lần này các bạn có thấy Nhi chơi slam êm hơn chưa? Nhi cảm thấy là mình có một chút tiến bộ nhẹ. Còn các bạn thì sao, nhớ để lại ý kiến cho Nhi ở dưới nha. Bây giờ thì sẽ tới những cái hũ slam lớn nha. Ok, hũ slam lớn đầu tiên là hũ slam thạch dâu này. Rất là dễ thương, đó, ghê chưa. Nhờ có mấy cái cục mút á cho nên là khi mà Nhi chơi thì cái tiếng nó cũng lớn hơn.
với là nhiều slam hơn nữa. Không biết là có dính nhiều không đây. Giờ sẽ lôi ra. Ồ, hơi dính một tí. À, à, nó dính quá. Rất là lớn luôn, cái hũ rất là lớn. Rất là nhiều slime trong đây. Ôi, ôi, nhiều quá luôn á. Mặc dù hơi dính tí nhưng mà rất là đẹp. Tôi đã trở nên thích màu hồng từ bao giờ vậy, mi má ơi. Okay. Tí bồ rác nha một tí. Bồ rác chưa? Cứ bồ rác hoài. Bị la cái vụ này hoài luôn á. Có bong bóng nè, như làm được có bong bóng rồi nè. Đó, mặc dù là slime thạch nhưng mà Nhi vẫn có thể kéo một cách rất là bình thường, chứ không có bị giãy đứt như những slime Nhi làm. Đó, rất là dễ thương. Và ok, bây giờ sẽ tới hũ tiếp theo. Hũ slime tiếp theo là một hũ slime mây. Cái này hình như ở trên Instagram kêu là cái gì đó, monster gì đó. Quái vật mắc lòi các kiểu. Mùi rất là thơm kẹo luôn. Chắc là monster candy. Wow, coi nè. Đó, bây giờ Nhi sẽ lôi ra hết nha. Ô, Nhi rất là thích mấy cái slime kiểu này luôn á. Mùi thơm cực kỳ luôn. Chưa chưa, hồi nãy cái tay còn dính cái slime kia. Ok, yes, bắt đầu thôi. Ôi, cục slime nó rất là to luôn. Cái hũ to cho nên slime ở trong rất là nhiều. Không rớt một cái hạt tuyết nào xuống luôn á. Không biết đây là slime mây hay là loud scream ta. Các bạn có thể comment ở dưới cho Nhi nha. Wow, chơi rất là mỏi tay luôn. Đó, các bạn mà khi mà nhìn từ máy ảnh thì sẽ thấy giống như là những cái cục tuyết á, nó rớt xuống vậy đó, chứ không phải là một cục slime nữa. Phòng nè, chơi rất là đã luôn. Lần đầu tiên mà Nhi chơi được một cái cloud slime mà nó lớn vậy. Từ trên rớt xuống nào. Không được đồng đều cho lắm ha. Ok, bây giờ sẽ tới hũ tiếp theo nha. Tèn tèn. Còn đây là hũ slime mà Nhi không biết nó tên gì. Nhi nghĩ nó giống như kiểu slime mà có hạt nở. Nhưng mà nhìn kỹ là thì nó giống mấy cái hạt mà charm hơn. Đúng rồi, là kiểu giống, nó giống như những cái hạt ngọc trai vậy đó. Rất là nhiều luôn, hơi cứng cứng. Nhìn gần như mới hiếc á. Chứ cái lúc mà ở ngoài cửa tiệm á là Nhi nhìn như tưởng hạt nở á. Gần như là nó không có mùi luôn á. Ồ, rất là lung linh luôn. Thì như sẽ thấy rồi nha. Hơi dính các bạn ơi. Vậy nó là khá là dính, cái slime này khá là dính. Yeah. Thôi thôi, lấy slime thôi mà ê tai luôn á. Tại vì có những cái hạt này á, cho nên là khi mà slime nó có dính thì chơi nó cũng cảm giác là không có bị dính nhiều. Đó, nghe đã ghê chưa. Đây, bây giờ Nhi mới biết là lý do vì sao hộp này là một trong những hộp slime đắt nhất luôn. Tại vì nó có quá nhiều charm. Ok, cho một tí bô rác vô.
dùng kiểu thoa dầu á. Đây, ok. Như chơi cái này như cảm giác là cái slime nó chưa có kịp đặt luôn á. Bây giờ như như bóp quá mà slime nó lên bọt rồi. Kéo. Nó hơi dẻo một tí. Bây giờ thử kéo một lần nữa coi. Ôi, nó quá dẻo rồi mấy chế ơi. Trời ơi, cái cục slime này tôi chơi một cách rối nùi luôn. Để thử kéo như vậy coi. Lớp slime này nó hơi mỏng một tí tại vì charm nó khá là nhiều. Nhưng không sao, chơi cái này thì cảm giác nó lạ hơn chơi những cái slime kia. Và ok, bây giờ sẽ là ba hũ cuối cùng. Bây giờ sẽ tới một hũ Flow Slime khác. Trời ơi, cái này giống cream hơn nữa rồi. Tôi lại sai nữa rồi. Những cái hũ slime này có làm gì không xứng đáng để mà tôi phải đọc nhầm tên nó hoài vậy. Mới rửa tay xong cái slime kia nó dính ghê quá. Ồ, rất là thơm kẹo luôn. Màu này là màu xanh, à không, màu vàng với lại màu hồng. Đó. Các bạn thấy màu không? Có hơi tím tím nữa, coi nè. Đó, mình sẽ kéo ra. Yeah. Đó, đẹp ghê chưa? Như có thể phớt giống butter slime nè. Nhưng mà nó hơi nhẹ nhẹ nhựa nhựa chút thôi. Không sao. Ôi má ơi dính quá. Yeah, trời dơ luôn. Ồ cái này thì tuyết nó hơi rớt một chút. Chắc là slime may. Khi mà Nhi trộn thì nó ra hơi cam cam. Nó ra kiểu màu da á các bạn. Ra một mùi rất là thơm. Mà tôi cũng không xác định được đây là mùi gì nữa. Không có kim tuyến nhưng mà bóp thì kiểu cũng rất là đã. Chơi thử luôn. Chơi thử kiểu này nè. Cũng đẹp lắm chứ bộ. Ok, bây giờ sẽ là hai hũ cuối cùng và cũng là hai hũ Nhi thích nhất nha. Ô ô ô. Lần. Đây là soda đá chanh của Nhi. Có những viên đá nè, đây là chanh. Các bạn hãy tưởng tượng nha. Những cái thạch. Cục đá đây. Nhìn công nhận. Cũng có thơm mùi chanh lắm á. Thơm mùi chanh cực kỳ luôn. Đây, các bạn thấy rõ không? Đó. Đá chanh. Có xốp nữa. Cái này chơi chắc êm lắm đây. Để nhúng thật. Ồ cứng quá, như phải lôi ra thôi. Chắc là một cái hũ slime hơi dính rồi đó. Ôi thơm mùi chanh quá. Có vẻ đẹp hơn cái lâm thạch hồi nãy. Ây da, hơi dính nè,
như nước phép vậy đó. Cái màu rất là đẹp luôn. Có vẻ dẻo hơn lúc nãy rồi. Hơi dính nhưng mà khi mà cầm cái bát vào chơi thì chị thấy là dẻo với lại dễ chơi hơn, mềm tay hơn. Với lại có hạt xốp á cho nên bóp rất là đã. Kéo không được rồi đó nha mấy ba. Ý, cắt được rồi nè. Lên bọt này kia được. Rất là đẹp. Cái mùi này cực kỳ thơm luôn. Ok. Bây giờ sẽ là hũ slime cuối cùng và cũng là hũ slime của Nhi thích nhất. Tên tên. Tên tên. Cái tay của Nhi bây giờ cũng kiểu tay của người nhện vậy đó. Bắn bắn nè. Ê, đây là hũ slime mà Nhi thích nhất. Có những cái kim tuyến mà kiểu kim tuyến lá hay sao đó. Nó không có một cái mùi gì hết nhưng mà nó rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Có một cái charm mà sao màu hồng rất là lớn. Đó các bạn thấy kim tuyến rất là đẹp mà. Các bạn có thích hũ này không? Comment ở dưới cho Nhi biết nha. Nhi sẽ kéo ra. Đẹp quá. Hey, charm này. Hơi dính một tí, trời ba, không phải là hơi dính mà là nó khá dính luôn. Cố gắng làm sao là đừng dính tay. Ok, rắc một tí nước thần của slime lên. Ok. Đó, các bạn thấy chưa, đẹp ghê chưa. Mình sẽ lấy cái charm ra nha. Ok. Lần này thì slam khá nhiều cho nên là cái tiếng mà khi Nhi chơi này thì nghe đã hơn. Đó, khi kéo ra cái màu bao đẹp luôn. Đẹp ghê vậy, đẹp ghê. Đó. Bóng bóng nè. Ok, xong. Yeah. Ok, và Nhi cũng đã hoàn thành xong video review tất cả các slime mà Nhi mua ở Yunikon nha. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe để nhận được kiếp có nhiều video mới hơn nữa nha.